Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Theo báo cáo, thương mại Nga-Trung đang trở nên phức tạp hơn khi các nhà xuất khẩu ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tìm kiếm các con đường gián tiếp để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế được áp dụng nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Đại diện doanh nghiệp địa phương của Nga cho biết, các công ty Trung Quốc, đặc biệt là những công ty xuất khẩu sản phẩm, chịu lệnh trừng phạt thứ cấp của phương Tây như đồ điện tử, đã tìm cách vận chuyển chúng qua các nước thứ ba. Diễn biến này diễn ra khi các doanh nghiệp Nga tiếp tục vật lộn với việc thanh toán xuyên biên giới tại Trung Quốc. Gần như tất cả các ngân hàng Trung Quốc hiện được báo cáo là từ chối các khoản thanh toán bằng đồng nhân dân tệ từ quốc gia này. Các thương nhân Nga cũng phàn nàn rằng các ngân hàng Trung Quốc đã tăng tỷ giá hối đoái rúp sang nhân dân tệ trong những ngày gần đây. Đại diện của nhóm vận động doanh nghiệp Upper Russia tại Trung Quốc vào tháng trước nói rằng các nhà cung cấp Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nhân Nga cho phép họ vận chuyển hàng hóa qua các quốc gia khác. Đại diện của nhóm vận động doanh nghiệp Upper Russia tại Trung Quốc cho biết thêm rằng, khi áp lực của phương Tây lên các tổ chức tài chính Trung Quốc ngày càng gia tăng, ngay cả một số sản phẩm không nằm trong danh sách trừng phạt cũng phải chịu sự đối xử này. Giám đốc thương mại của Imperialis cho biết thêm rằng, việc tìm ra những cách thức tốt hơn để vận chuyển những hàng hóa này sẽ mất thời gian và nhấn mạnh lợi ích của việc chuyển hàng hóa qua các quốc gia có quan hệ tốt với Nga trong thời điểm hiện tại. Các nhà phân tích cho biết, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc hiện đang được giao thông qua các nước thứ ba thân thiện. Vào tháng 6, tổ chức nghiên cứu Mỹ The Atlantic Council đã chỉ ra dữ liệu của Cơ quan Thương mại Liên Hợp Quốc và Chính phủ Trung Quốc cho thấy số lượng xe Trung Quốc đến Kyrgyzstan tăng đột biến từ năm 2021 đến năm 2023, một xu hướng được báo cáo ở một số quốc gia Trung Á khác. Nga tiếp nhận các lô hàng liên quan đến xe cộ của Trung Quốc cả trực tiếp và gián tiếp thông qua các chuyến trung chuyển từ các nước thứ ba. Ngoài ra, Kazakhstan báo cáo đã nhập khẩu gần 7,8 tỷ đô la ô tô từ mọi nguồn vào năm 2023, cao hơn gấp đôi so với lượng nhập khẩu vào năm 2021. Nhiều mặt hàng xuất khẩu liên quan đến xe cộ của Trung Quốc được cho là hướng đến Trung Á, trên thực tế lại hướng đến Nga. Kim ngạch thương mại giữa hai nước láng giềng đã tăng lên mức cao kỷ lục là 240 tỷ đô la vào năm 2023. Kể từ đầu năm, hoạt động thương mại ra nước ngoài của Trung Quốc với Nga được cho là không ổn định do các vấn đề thanh toán. Xuất khẩu bằng đồng nhân dân tệ sang Nga đã giảm 3% sau khi tăng nhẹ vào tháng 5 và tháng 6. Trong diễn biến mới nhất, theo thông cáo chung ra tối ngày 21 tháng 8 giờ địa phương, sau cuộc họp thường kỳ lần thứ 29 giữa người đứng đầu chính phủ Nga và Trung Quốc tại Moscow, hai nước nhất trí mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và người đồng cấp nước chủ nhà Mikhail Mishustin đồng chủ trì cuộc họp. Hai bên nhất trí cam kết tối ưu hóa cơ cấu thương mại, tạo ra các mũi nhọn tăng trưởng mới cho nền kinh tế của hai nước và kim ngạch thương mại song phương, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Đại diện chính phủ hai nước ủng hộ việc tổ chức hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nga lần thứ 9 tại Nga vào năm 2025 và diễn đàn hợp tác liên khu vực Trung Quốc-Nga lần thứ 5 trong khuôn khổ hội chợ triển lãm. Thông cáo nhấn mạnh hai nước sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác cùng có lợi ở Bắc Cực, tăng cường hợp tác trong phát triển vận tải biển, an toàn hàng hải, công nghệ tàu cực và xây dựng. Hai nước sẽ khuyến khích các doanh nghiệp của mình tích cực tham gia vào hợp tác các tuyến vận tải biển Bắc Cực dựa trên các nguyên tắc thị trường và đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ hệ sinh thái Bắc Cực. Bên cạnh đó, hai nước sẽ tích cực mở rộng thương mại song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng việc tiếp cận sản phẩm nông nghiệp giữa hai nước và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm thịt chế biến của Nga sang Trung Quốc trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tiết lộ kế hoạch của ông Putin và ông Tập Cận Bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev có thể sẽ diễn ra sớm nhất trong năm nay. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã viết thư cho các đồng nghiệp châu Âu sau chuyến thăm Nga và Trung Quốc. Trong những lá thư mà ông Viktor Orbán gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, Thủ tướng Hungary đã cảnh báo rằng hai tháng tiếp theo của xung đột sẽ kịch tính hơn bao giờ hết. Ông Orbán nói thêm rằng các nước phương Tây đã phạm sai lầm lớn khi góp phần làm xung đột gia tăng. Do đó, thay vì cô lập cần thiết, tình hình chỉ trở nên trầm trọng hơn, ông lưu ý. Tóm tắt kết quả chuyến đi của mình tới Nga, Thủ tướng Hungary khẳng định rằng ông không đưa ra bất kỳ đề xuất nào cũng như không bày tỏ ý kiến nào thay mặt cho Hội đồng châu Âu và EU. Ông Orbán tin rằng thái độ của ông Putin đối với tình hình ở tiền tuyến khác biệt đáng kể so với cách diễn giải của ông Zelensky.
Theo báo cáo mới đây, các ngân hàng Trung Quốc đã thắt chặt các hạn chế đối với các khoản thanh toán từ Nga vì những lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine đang đe dọa đến thương mại giữa hai nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về sự gia tăng thương mại giữa hai nước, nhưng Trung Quốc đang ngày càng lo ngại về việc vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm mục đích bóp nghẹt cỗ máy chiến tranh của Moscow. Tờ báo kinh doanh Commerzbank đưa tin rằng các hạn chế của các ngân hàng tại Trung Quốc đã gia tăng đáng kể từ tháng 12 năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành lệnh hành pháp có thể từ chối các tổ chức của Trung Quốc tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ nếu họ tham gia vào hoạt động thương mại liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Nga. Và tháng trước, chi nhánh tại Nga của ngân hàng Trung Quốc đã ngừng xử lý các khoản thanh toán bằng đồng nhân dân tệ với các ngân hàng của Nga bị Mỹ trừng phạt. Ngân hàng Citic Trung Quốc và hầu hết các ngân hàng cho vay khác của Trung Quốc đều đã có những động thái tương tự. Commerzbank đưa tin vào ngày 29 tháng 7 rằng các công ty của Nga đang ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thanh toán xuyên biên giới bằng đồng tiền Trung Quốc. Tờ báo cho biết khoảng 80% các khoản thanh toán bằng đồng nhân dân tệ đang được trả lại cho Nga và quá trình chuyển tiền có thể kéo dài trong vài tuần rồi bị hủy mà không có lý do. Một nguồn tin giấu tên chia sẻ với tờ báo, mọi người đều sẽ nhận được hoa hồng, nhưng khoản thanh toán sẽ không được thực hiện. Alexei Sapochnikov, đối tác quản lý của công ty tư vấn Sapochnikov & Partners, nói với tờ báo rằng các ngân hàng không yêu cầu bất cứ điều gì. Số tiền cho giao dịch chỉ đơn thuần là nằm trong các tài khoản liên kết trong tối đa 40 ngày, rồi sau đó trả lại. Commerzbank đưa tin, điều này buộc các công ty của Nga phải nhờ đến các bên trung gian hoặc công ty giao dịch, không chỉ xử lý thanh toán mà còn vận chuyển hàng hóa, mặc dù điều này làm tăng chi phí giao dịch lên tới 10%. Pavel Bazanov, một luật sư người Nga cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp Nga tại Trung Quốc và khu vực rộng lớn hơn, nói với Newsweek. Vấn đề chính trong thanh toán giữa các công ty Trung Quốc và Nga là không thể đoán trước. Ông nói, bất kỳ giao dịch nào cũng dựa trên giả định rằng người mua sẽ nhận được hàng hóa và người bán sẽ nhận được khoản thanh toán cho hàng hóa được cung cấp trong thời gian hợp lý. Các lệnh trừng phạt làm gián đoạn hoạt động thương mại thông thường. Bất kỳ doanh nghiệp Trung Quốc nào cũng không thể chắc chắn rằng khoản thanh toán từ Nga sẽ được thực hiện trong thời gian nhất định hoặc theo các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận trước đó. Ông cho biết vẫn có các lựa chọn để nhận thanh toán từ Nga bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc hoặc đồng rúp Nga. Ví dụ, một công ty Trung Quốc có thể mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng VTB Thượng Hải, là ngân hàng con của ngân hàng VTB Nga tại Trung Quốc. Một lựa chọn khác là sử dụng các ngân hàng nông thôn Trung Quốc, tương đối nhỏ, gần biên giới Nga-Trung, nơi ít quan tâm đến thương mại Mỹ-Trung, nhưng chủ yếu dựa vào khách hàng trong kinh doanh xuyên biên giới. Ông nói, ngay cả khi tất cả ngân hàng Trung Quốc ngừng xử lý mọi khoản thanh toán từ hoặc đến Nga, các công ty của Nga và Trung Quốc vẫn sẽ tìm ra cách để kinh doanh. Nhưng kết quả là, sự bất ổn này, các phương thức thanh toán mới sẽ làm tăng chi phí giao dịch và khiến hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trở nên đắt đỏ hơn đối với thị trường Nga. Oleg Usakov, người sáng lập công ty luật Sagrada Legal của Nga, nói với tờ Commerzbank rằng vấn đề thanh toán xuyên biên giới một ngày nào đó có thể được giải quyết thông qua tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Tuy nhiên hiện tại, do tài sản kỹ thuật số yêu cầu các bên đối tác nước ngoài phải đăng ký trên nền tảng của Nga, nên những tài sản này có nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp. Tờ Global Times của Trung Quốc mới đây có bài viết dẫn lời các chuyên gia cho rằng Ukraine đã không nhận ra được rằng các nước phương Tây không muốn chiến thắng của Kiev vì mục tiêu duy nhất của họ chính là kéo dài cuộc xung đột với Nga. Ấn phẩm này lưu ý, chính phủ Ukraine thậm chí không hiểu rằng phương Tây không muốn giành chiến thắng cho Ukraine mà chỉ muốn kéo dài cuộc xung đột với Nga. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên cảnh báo rằng nếu máy bay chiến đấu F-16 được sử dụng để tấn công vào các mục tiêu ở Nga, điều này sẽ dẫn đến sự leo thang khủng khiếp, tài liệu cho biết. Đồng thời, ấn phẩm cho biết thêm, các quan chức cấp cao của Mỹ một lần nữa đặt lợi ích chính trị của họ lên trên việc giải quyết xung đột một cách hòa bình. Nhà báo người Ireland Chi Bowis cũng cho biết trên mạng xã hội X rằng chính phủ Mỹ cần phải ngừng can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine để giải quyết nó. Ông lưu ý, không có sự can thiệp của Mỹ vào Ukraine, không có cuộc xung đột ở Ukraine. Bowis nói thêm rằng, cuộc xung đột Ukraine là cuộc xung đột lớn nhất trên lục địa châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai. Tuần trước, tờ The Economist đưa tin, Ukraine vào ngày 31 tháng 7 đã nhận được 10 chiếc đầu tiên trong số 79 máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa hẹn cung cấp. Ấn phẩm này nhấn mạnh rằng, điều này xảy ra một năm sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ cam kết sẽ gửi máy bay chiến đấu F-16 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Nga lúc bấy giờ là ông Sergei Shoigu
trong cuộc trả lời phỏng vấn với RIA Novosti cho biết, Nga sẽ coi việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu có chú ý trong lĩnh vực hạt nhân và những máy bay này cũng sẽ bị phá hủy theo cách tương tự như các loại vũ khí khác. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!